Nạo phá thai phải gánh nghiệp báo nặng nề, linh hồn đứa trẻ mãi không buông tha cho người mẹ. Người mẹ là quan trọng nhất với linh hồn các hài nhi, cho nên thông thường linh hồn những hài nhi bị đọa thai sẽ luôn đi theo mẹ chúng. Do thai khi bị nạo hút vô cùng thống khổ, sau đó lại phải chịu bao tội khổ cõi âm gian, nên linh hồn các anh hài này oán hận rất nặng. Vậy nên chúng sẽ ở trong trạng thái của những âm hồn, không được đi đầu thai. Theo cơ sở khoa học, nạo phá thai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người phụ nữ. Còn theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai tương đương tội sát nhân và sẽ phải gánh nghiệp báo nặng nề. Chủ tâm nạo phá thai theo giáo lý nhà Phật không khác gì giết chết một mạng người vô tội. Tệ hơn nữa, sinh linh này bị giết chết khi đang chuẩn bị chào đời. Theo giáo lý nhà Phật, một sinh linh bị giết chết do kết quả của hành động nạo phá thai có chủ ý sẽ vất vưởng trong đói khát, lạnh lẽo và cực kỳ thương tâm ở một không gian khác, vì chưa được luân hồi ngay mà phải chờ rất rất lâu sau. Vì người chủ tâm nạo phá thai đã gây ra nỗi thống khổ này của sinh linh vô tội, người đó chắc chắn bị báo ứng. Nạo phá thai, những hình ảnh nhức nhối của xã hội thực tại. Một cô gái tháo giày để trước cửa phòng phẫu thuật, hút thai cần phải vô trùng. Cô tự mình bước lên bàn phẫu thuật. Thông thường thì những cô gái lần đầu hút thai hoàn toàn không biết rằng tiếp sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, đều vô cùng hoang mang khiếp sợ. Nếu phải nạo hút lần thứ hai hoặc nhiều lần, cô ấy sẽ lo lắng tới việc sinh nở sau này. Bên ngoài một phòng nạo hút thai tại bệnh viện tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một cô gái có đôi mắt đẹp như hình cô gái in trên áo cô lại sắp phải hút thai. Tới nay, độ tuổi nạo hút thai ngày càng trẻ hóa rõ rệt. Theo điều tra cho biết, những cô gái từ 25 tuổi trở xuống đi nạo phá thai chiếm 50%, trong đó có tới 65% là những cô gái chưa kết hôn, 54,3% là vì không áp dụng biện pháp phòng tránh thai nên mang thai ngoài ý muốn. Số người nạo phá thai liên tục tăng tới 50%. Tại một bệnh viện thuộc tỉnh Chiết Giang, những cô gái chờ đợi nạo phá thai xếp một hàng dài bên ngoài phòng phẫu thuật. Những cô gái này khoác trên mình những bộ quần áo thời thượng, đứng tại sảnh chờ. Khuôn mặt các cô hằn lên nỗi lo sợ, bất an. Rất nhiều cô gái không ý thức được sự nguy hiểm của việc nạo phá thai. Một người đàn ông đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tay đeo một chiếc túi xách của cô gái đang ở trong phòng. Những cô gái nạo phá thai cần phải có người đi cùng. Họ có thể là bạn trai, bạn thân hoặc người nhà, nhưng bạn thân lại chiếm tỷ lệ đáng kể. Bởi lẽ lúc này bạn trai của các cô thường khiếp sợ, xấu hổ và tránh mặt, còn người nhà thì đa phần không biết chuyện. Trước phòng phẫu thuật, bệnh nhân ngồi trên giường kiểm tra. Những cô gái tới bệnh viện này nạo phá thai đa phần là những cô gái đi làm thuê, bởi vì xa nhà, thiếu sự quản thúc của các bậc phụ huynh nên dễ bị sa ngã và không ý thức được tội lỗi của việc nạo phá thai. Cuộc phẫu thuật hút thai không đau đang được tiến hành. Trước khi bệnh nhân được phẫu thuật phải tiêm thuốc tê. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng mười mấy phút. Quá trình hút thai gồm uống thuốc tra thai truyền thống, hút thai và dẫn sản không đau. Uống thuốc tra thai chỉ có tác dụng trong vòng 6 tuần từ khi bắt đầu mang thai. Tra thai truyền thống và hút thai không đau đều phải nhờ vào sự trợ giúp của máy móc để hút đứa trẻ từ trong bụng ra. Một cô bé mới học cấp 3 đã mang thai được 12 tuần. Quá 12 tuần phải làm phẫu thuật hút thai. Trước khi phẫu thuật hút thai không đau, cô phải tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch. Do sau khi cơ thể rơi vào trạng thái mê man, không còn ý thức, y tá chỉ có thể kéo tay của cô ấy để tránh ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật. Trên cổ tay của cô ấy vẫn còn rõ vết lằn. Một cô gái đang làm phẫu thuật, màn hình hiển thị một đứa trẻ mới được 8 tuần, còn chưa thành hình, nó chỉ nhỏ bằng quả dưa hấu non, đang duỗi dài hai cánh tay. Rất nhanh sau đó sinh mệnh này đã bị máy hút tuột từ trong cơ thể ra ngoài. Trong và sau quá trình phẫu thuật đều có thể để lại di chứng trong thời gian ngắn hoặc suốt thời gian dài, như tổn thương về sinh dục, khung xương chậu bị viêm khó đậu thai,
sảy thai tự nhiên, sinh non, thai bất thường, thai chết luôn xuất hiện trước và sau khi sinh. Những dụng cụ dùng trong quá trình phẫu thuật không đau sẽ hỗ trợ việc hút đứa trẻ ra khỏi cơ thể. Ngày nay một vài bác sĩ không chính quy vì muốn kiếm lời mà đã tuyên truyền những điều giả dối về việc hút thai. Chàng trai đi cùng ôm cô gái đang bước đi không vững trước cửa phòng phẫu thuật. Kỳ thực hút thai không đau không có nghĩa là không phải chịu đau khổ hay tổn thương gì. Và những gì diễn ra có lẽ còn ghê rợn hơn thế nữa rất nhiều. Linh hồn hài nhi có tồn tại thực không? Trước kia tôi cũng từng đọc vài bài về linh hồn của những hài nhi, nhưng tôi cũng không hề bận tâm. Tôi chỉ cảm thấy làm như vậy rất không tốt. Sau này tôi đọc được liên tiếp vài bài về linh hồn những hài nhi đáng thương như thế nào, báo thù cha mẹ mình ra sao, cộng thêm trải nghiệm của chính bản thân mình, tôi mới bắt đầu tin rằng linh hồn hài nhi là có thật. Mẹ tôi nói bà cũng từng sảy thai một lần. Buổi tối hôm đó tôi nằm mơ, mơ thấy một người phụ nữ hao hao giống mẹ đang giới thiệu tôi với người khác rằng tôi là con gái lớn của bà. Sau này tôi lại mơ thấy một bé gái trông vô cùng đáng yêu, cũng khá lớn, chừng mười mấy tuổi. Cô bé kết hai bím tóc dày hai bên, rất xinh và dễ thương, trông còn đẹp hơn cả tôi. Cô bé hỏi: "Mẹ ơi, con có thể ra ngoài chơi không?" Sau này tôi lại nhìn thấy cô bé ấy bế một đứa trẻ trong lòng, vẫn còn đang ẵm ngửa. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy giấc mơ ấy thật kỳ lạ. Buổi chiều lên mạng, tôi lại đọc được một bài về đọa thai. Tôi bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa giấc mơ của tôi đêm qua. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng chắc chắn cô bé ấy chính là đứa trẻ mà mẹ tôi đã bị sảy thai. Nhưng mẹ nói rằng bà chỉ sảy thai có một lần, sao lại có tới những hai đứa trẻ. Đến tối chuẩn bị đi ngủ, tôi lại hỏi mẹ rốt cuộc thì bà đã sảy thai mấy lần. Mẹ nói có hai lần. Tôi nói con biết ngay mà, thảo nào con mơ thấy hai đứa trẻ. Sau đó tôi kể lại với mẹ về giấc mơ của mình. Mẹ nói đúng vậy, hai đứa trẻ bị sảy thai cách nhau một thời gian khá dài, chừng 7-8 năm, cũng trạc tuổi hai đứa trẻ tôi gặp trong mơ. Mẹ tôi lại hỏi cặn kẽ đứa trẻ ấy trông thế nào. Tôi nói cô bé rất xinh, còn đáng yêu hơn cả tôi. Mẹ tôi hơi thương tâm mà rằng nếu lúc đó mà sinh nó ra thì giờ cũng lớn lắm rồi. Bây giờ mẹ tôi bắt đầu niệm kinh khấn Phật cho hai em bé bị sảy thai. Hàng ngày tôi cũng niệm kinh cho họ, hy vọng họ sớm thoát khỏi đau khổ mà được hạnh phúc tới thế giới Tây Phương cực lạc. Linh hồn những hài nhi mới thành hình. Lần đầu tiên tôi gặp linh hồn một hài nhi là khi còn nhỏ. Lúc đó tôi còn chưa tiếp xúc với Phật Pháp, còn chưa hiểu biết gì về những âm hồn không được siêu thoát. Một hôm tôi nhìn thấy trong nhà có một đứa trẻ là một linh hồn, bèn hỏi mẹ tôi đó là ai. Mẹ nói rằng đứa bé đó có lẽ là chị của tôi. Tôi là con út trong nhà. Mẹ tôi không đọa thai, nhưng khi đang mang bầu chị tôi thì bị sảy. Sau này khi lớn lên, tôi cũng không biết thêm thông tin về việc đọa thai này. Vài năm trước tôi đi đến Hồng Kông. Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm tại Hồng Kông. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, cứ chạy đi chạy lại khắp các toa tàu. Có em thì giống hài nhi, có em thì lớn bằng học sinh tiểu học. Tôi còn nhìn thấy một vài đứa trẻ đang đứng cạnh mẹ, nhưng dáng vẻ rất kỳ lạ, khuôn mặt cũng thật quái dị, giống như yêu quái vậy. Cơ thể của chúng không hoàn chỉnh, có đứa thiếu tứ chi, có đứa thậm chí chỉ có mỗi một cái đầu. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi một vị sư trụ trì đi cùng, sao lại có những em bé nhỏ như vậy? Các em đến từ đâu à? Vị sư phụ này nói rằng các em đều là linh hồn những anh hài nước bị đọa thai khi vẫn còn là hòn máu. Sở dĩ gọi là linh hồn của anh hài nước là vì các em sinh sống trong nước ối của tử cung. Trải nghiệm lần đó khiến tôi biết được rằng số người đọa thai rất nhiều, linh hồn của các hài nhi cũng rất nhiều. Những linh hồn này rất thống khổ, chúng chưa đi hết đường đời của mình trên dương thế, nhưng đã phải lìa đời quá sớm, xuống tới âm gian cũng chẳng có chỗ cho chúng nương thân. Chúng phải chịu đói, chịu khát, chịu lạnh và chịu đựng sự cô đơn dày vò không thấu.
chúng cứ phải chờ đợi, đợi mãi, chịu đựng sự dày vò, đau khổ như vậy, cho tới khi dương thọ vốn ghi trong sổ âm tàu kết thúc, chúng mới được giải thoát và được đi đầu thai kiếp khác. Chính vì vậy mà những đứa trẻ này đầy lòng oán hận với những người đã hút phá thai, đặc biệt là đối với người mẹ ruột của mình. Mỗi một sinh linh đầu thai đều là do thiên ý an bài, giúp linh hồn những hài nhi được giải thoát. Đọa thai là nghiệp sát sinh rất nghiêm trọng, là giết hại chính cốt nhục của mình. Do vậy, dẫu chỉ đọa thai một sinh mệnh thì hậu quả cũng rất đáng sợ, sẽ phải chịu báo ứng rất nghiêm trọng. Sau này, chúng tôi khi lập Phật đường bèn lập một bài vị cho linh hồn các anh hài bị đọa thai để chúng được nghe kinh Phật. Những vị thần hộ pháp và các thiên thần đều rất quan tâm tới những linh hồn anh hài bé bỏng này. Có một vài linh hồn anh hài rất đáng yêu. Sau khi được nghe kinh Phật, chúng cảm thấy mình được thọ ích rất lớn, bèn đến hôn vào mặt tôi. Những linh hồn anh hài được ánh sáng của chư Phật Bồ Tát dẫn lối trông rất đáng yêu. Nếu linh hồn các hài nhi có thể nghe được kinh Phật, sẽ được thọ ích rất nhiều. Chúng sẽ sớm được giải thoát và khi cơ hội chín mùi, sẽ có thể rời khỏi thân âm mà đi đầu thai. Có vài lần khi linh hồn những hài nhi bé bỏng ấy rời khỏi Phật đường, chúng khóc òa lên nhìn tôi. Chúng nói rằng chúng sắp đi đầu thai, sắp phải rời xa Phật đường, thấy rất quyến luyến không nỡ rời xa. Tôi khuyên chúng rằng phải đọc Đệ Tử Quy, phải biết nghe lời, đừng sướt mướt tình cảm quá như vậy. Linh hồn những hài nhi này rất đáng yêu, nhìn chúng trong suốt như pha lê. Nhưng dù tôi lập bài vị cho linh hồn các hài nhi trong Phật đường, hoan nghênh chúng tới nghe kinh Phật, niệm Phật cũng chưa đủ. Đối với linh hồn các hài nhi mà nói, thì người mẹ vô cùng quan trọng. Nếu chỉ lập bài vị và tụng niệm kinh sách mà không tu tâm dưỡng tính, sửa đổi tật xấu, thì lập bài vị cũng chẳng ích gì. Bởi vì linh hồn của hài nhi cũng không thu được lợi ích, chúng sẽ ngoan cố chạy đi, không ngoan ngoãn ở lại Phật đường niệm Phật nữa. Những người mẹ đọa thai nhất thiết không được xem nhẹ linh hồn các hài nhi. Người mẹ là quan trọng nhất với linh hồn các hài nhi, cho nên thông thường linh hồn những hài nhi bị đọa thai sẽ luôn đi theo mẹ chúng. Cho nên những bà mẹ đã từng đọa thai nhất quyết không được xem nhẹ sự tồn tại của linh hồn các hài nhi. Do thai khi bị não hút vô cùng thống khổ, sau đó lại phải chịu bao tội khổ cõi âm gian, nên linh hồn các anh hài này oán hận rất nặng và tâm vướng mắc còn rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ ở trong trạng thái của những âm hồn không được đi đầu thai. Tức là một cô gái từng đọa thai bao nhiêu lần thì sẽ có bấy nhiêu linh hồn các hài nhi ngày đêm bám gót, suốt cuộc đời đều như vậy, thậm chí là đời đời kiếp kiếp chúng vẫn đeo đẳng cô. Điều đáng tiếc là con người hiện đại không tin vào quỷ thần, cho nên cũng chẳng tin rằng linh hồn các hài nhi sẽ bám riết lấy người mẹ hết đời này qua đời khác. Người mẹ cũng không coi trọng sự tồn tại của chúng, sẽ khiến những linh hồn bé nhỏ ấy vốn đã oán hận thấu xương lại càng thêm phẫn nộ. Từ đó quay ra chúng báo thù, nghĩ cách hành hạ người mẹ. Tình huống này có rất nhiều. Oan hồn của những sinh linh nhỏ bé bị phá bỏ sẽ vẩn vất ám ảnh người đã nhẫn tâm hành ác với chúng. Vài biện pháp báo thù người mẹ của linh hồn hài nhi. Số 1. Linh hồn hài nhi hận tới mức mọc răng. Tục ngữ có câu rằng, một người nếu có tâm oán hận rất lớn thì sẽ hận tới mức nghiến răng ken két. Đối với linh hồn những hài nhi không chịu buông tha cho mẹ mình cũng như vậy. Thường thì linh hồn của chúng nhìn trong suốt, giống như một đứa trẻ mới chào đời. Chúng không có răng, cũng không biết dùng răng. Nhưng tôi từng nhìn thấy một hài nhi do quá hận mẹ mình mà đã mọc cả răng. Tôi nhìn thấy nó nhập vào cơ thể của mẹ mình mà cào mà cấu, nhất quyết đòi mạng mẹ cho bằng được. Người mẹ bị cào cấu ấy mà lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu thì qua đời. Linh hồn hài nhi lại đuổi theo âm hồn của người mẹ mà cấu xé cho hạ giận. Tình cảnh ấy giống hệt như trong phim vậy. Chúng ta không được coi thường những hài nhi này. Năng lượng của chúng rất mạnh, rất lợi hại.
linh hồn những hài nhi không chịu buông tha cho người mẹ, thì nếu mẹ chúng chưa chết, chúng sẽ theo người mẹ tới cùng. Người mẹ đi đâu thì chúng tới đó, bám riết không ngừng nghỉ như vậy, hết đời này tới đời khác. Nếu không gặp được ánh sáng từ bi của Phật Pháp, không gặp được người am hiểu biết hóa giải oán hận và giúp chúng buông bỏ những tâm dính mắc đó, thì không biết hai người sẽ oan oan tương báo biết bao nhiêu kiếp nữa. Số 2. Linh hồn của hài nhi sẽ khiến người mẹ bị sảy thai. Đối với linh hồn những hài nhi, còn một chuyện khiến chúng khó có thể chấp nhận được, chính là sau khi cha mẹ nạo hút chúng đi, lại muốn sinh thêm em trai, em gái. Chúng không sao hiểu được, cha mẹ không cần mình nữa rồi, sao lại còn muốn có thêm em trai, em gái làm gì nữa? Chúng sẽ tìm người mẹ hỏi rằng, vì sao mẹ không cần con, và càng thêm oán hận người mẹ, đồng thời trút cơn tức giận đó lên đầu em trai và em gái của mình. Chúng hành hạ em mình, thậm chí còn khiến các bà mẹ phải sảy thai hoặc thai bị chết lưu. Đây là cách báo thù của chúng. Đối với linh hồn những hài nhi thù hận mẹ mình sâu nặng, thậm chí còn nhân lúc người mẹ bị sảy thai mà lấy đi mạng của mẹ. Có một bà lão rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật. Một lần nọ con dâu bà bị sảy thai, bà đã tới chỉ để sám hối với tôi, nói rằng mình có lỗi với con dâu vì đã không chăm sóc tốt cho cháu và hỏi tôi phải sám hối như thế nào. Tôi nhìn thấy cô gái ấy trước kia đã từng đọa thai, cho nên lần này bị sảy thai là do vong linh của hài nhi gây ra. Linh hồn của hài nhi nói rằng sảy thai là do ta làm ra đó. Ta còn định nhân lúc bà mẹ sảy thai lấy nốt cái mạng của bà, nhưng nhìn thấy bà ngoại thành kính niệm kinh niệm Phật nên mới tha mạng cho bà ấy. Lời mà linh hồn của hài nhi nói là thật, không thể không tin, càng không thể coi thường. Linh hồn những hài nhi oán hận này có thể cào cấu tử cung của người mẹ, khiến tử cung xuất huyết. Có thể thấy rằng bà ngoại chăm chỉ tụng kinh niệm Phật cũng có thể giúp linh hồn anh hài của cô con dâu được thụ ích, hóa giải được một kiếp nạn. Số 3. Khiến người mẹ mắc bệnh nặng. Linh hồn hài nhi có rất nhiều phương thức báo thù mẹ chúng, không chỉ riêng cách sảy thai. Một cách thường thấy là chúng nhập vào thân thể của người mẹ không chịu xuống. Chúng bám vào đâu thì nơi đó sẽ thấy khó chịu và mắc bệnh nọ tật kia. Tôi từng nhìn thấy một cô gái rất đáng thương, ở cổ cô nổi lên một cục ung bướu rất to, là linh hồn hài nhi đang trú ngụ trong đó. Nếu linh hồn hài nhi oán hận rất nặng thì cục ung bướu trên thân người mẹ sẽ trở thành ác tính, căn bệnh mà mọi người thường gọi là ung thư. Tôi còn nhìn thấy một linh hồn một hài nhi giống như bùn đất bám đầy vào thân người mẹ. Nó trông rất kỳ quái, thân thể trong suốt, có thể thấy rõ kinh mạch huyết quản trên thân của nó đều là một màu xanh lét. Người mẹ này cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi muốn gỡ linh hồn đứa bé ra khỏi người mẹ nhưng cũng phải bó tay. Thế là tôi tìm đứa bé ấy trong mộng. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nó. Tôi khuyên can nó nhưng nó khó chịu và không thèm nghe. Nó nói rằng tôi sẽ không buông tha cho bà ấy, không cần bà quản. Căn bệnh ung thư và việc đọa thai có liên quan tới nhau. Những bệnh nặng như đột quỵ thông thường cũng có liên quan tới linh hồn của hài nhi. Có một người phụ nữ bị đột quỵ tìm tới tôi hỏi nguyên cớ. Tôi liền nhìn thấy năm linh hồn của các hài nhi đang bám chặt lấy bà. Chúng đang cắn nát các đầu ngón tay của bà. Tôi bèn hỏi có phải bà đã từng đọa thai không. Bà nói rằng có 5 lần. Những linh hồn này túm chặt lấy ngón tay của bà trước, rồi từ từ túm chặt lấy xương tủy bà. Tới lúc đó bà sẽ bị các linh hồn khống chế hoàn toàn. Tính mệnh của bà cũng như ngàn cân treo sợi tóc. May mà người phụ nữ ấy tới lúc gặp sinh tử lại gặp được Phật Pháp, giác ngộ mà tu hành. Tôi bèn khuyên bà phải kiên cường lên. Nếu muốn hóa giải ân oán thì chỉ có thể dựa vào việc bỏ ác tu thiện của mình. Lúc này chúng ta chỉ có thể khuyên các bà mẹ, chứ không thể khuyên linh hồn các hài nhi, bởi vì tâm niệm linh hồn các hài nhi đã hoàn toàn bị oán hận che mờ mắt. Không chỉ không nghe người khác nói mà còn chẳng thèm trả lời họ. Chúng chỉ có một mục đích duy nhất là tìm mẹ báo thù, giày vò bà ấy đời đời kiếp kiếp.
Số 4. Khiến người mẹ bị hoảng loạn tinh thần. Linh hồn các hài nhi có năng lượng rất lớn. Chúng có thể can nhiễu vòng từ trường bao bọc xung quanh con người, khiến người mẹ mất đi lý trí. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, cho rằng tỷ lệ tự sát của những người mẹ từng đọa thai cao hơn từ 3 đến 5 lần so với những phụ nữ không đọa thai. Điều này là do người mẹ bị linh hồn anh hài bị đọa thai khống chế và mất đi lý trí. Những người mẹ đọa thai thường nổi giận vô cớ. Điều này là do linh hồn hài nhi quấy nhiễu từ trường của họ gây nên. Có lần tôi tới Lô Giang và ở cùng phòng với một người phụ nữ. Cô ấy đó rất cao ngạo, còn nhiều tâm dính mắc và tính khí không tốt, thích kiện cáo người khác, thích đố kỵ và ngạo mạn. Tôi nghe thấy tiếng ngáy khi cô ấy ngủ rất kỳ lạ, lúc thì nghe như tiếng gà gáy, lúc lại vừa ngáy vừa cười. Tôi cảm thấy thật lạ lùng, bèn ngồi xuống đả tọa thì nhìn thấy linh hồn của hai hài nhi đang bóp mũi mẹ chúng. Chúng rất ghê gớm, còn bảo tôi đừng có quản việc của chúng. Hôm sau tôi nghĩ tới cô ấy là có tâm theo Phật, cũng đã tiếp xúc với sách Thánh Hiền, bèn chủ động hỏi rằng có phải chị đã từng đọa thai hay không. Lúc ấy cô ấy không chịu thừa nhận, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt ấy đã tiết lộ tất cả. Tôi thấy không thể tiếp tục câu chuyện, tôi không thể giúp được cô ấy, bèn buông tay. Có thể thấy rằng linh hồn những hài nhi rất thấu hiểu tâm thái của mẹ chúng. Người mẹ có thực sự cảm thấy hối hận không? Có thực sự nghe theo lời dạy của Phật mà tu sửa tâm tính hay không? Đều không thể qua mắt được chúng. Không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy những thứ nhỏ li ti này đang bò trước mặt. Ban đầu chỉ là những đốm đen xa xa lượn qua lượn lại về phía tôi. Tôi nhìn thấy linh hồn một hài nhi, nó tới để báo oán. Mẹ của nó tới bệnh viện uống thuốc, tiêm thuốc để đẩy cậu bé ra. Cậu thở dốc vài hơi rồi nhắm mắt qua đời. Cậu không cam tâm khi mình phải chết một cách tức tưởi như vậy. Sau này tôi nói với cậu bé, cháu hãy lắng nghe những lời dạy của Phật, nhất định phải buông bỏ oán hận mới có được tương lai hạnh phúc. Cũng có một vài bạn nhỏ rất vui nhộn, chúng ôm chặt lấy lưng tôi và nói rằng tôi đã cứu chúng. Tôi nói làm thế nào mà tôi cứu được chúng? Chúng nói chúng bị vật gì đó đè lên. Hóa ra là chúng bị tách các chi ra thành từng mảng, rất hỗn loạn rồi bị vứt vào trong một cái thùng. Chúng tôi giúp các cháu được nghe kinh Phật để sau này chúng có thể siêu sinh, đắc được thân người. Quả thực là không thể tưởng tượng được Phật Pháp vô biên có thể hóa giải được kiếp nạn của chúng. Bức tượng mô tả cảnh một bà mẹ đau khổ khi gặp linh hồn của thai nhi bị phá bỏ. Những bà mẹ đọa thai thực tâm tu sửa tâm tính theo lời Phật dạy, mẹ con đều được lợi ích. Có trẻ tới đầu thai không phải đến để báo ân, là tới để báo oán. Cho nên linh hồn các hài nhi đại khái cũng chia thành hai loại. Một loại là những đứa trẻ đến báo ân, sau khi bị đọa thai thì ân tình của chúng với cha mẹ lại biến thành oán hận. Nhưng dẫu sao giữa họ vẫn còn ơn nghĩa, nên chúng dễ bỏ qua cho người mẹ. Còn một loại nữa là những đứa trẻ vốn đến để báo oán, sau khi bị đọa thai, oán hận lại chồng chất thêm oán hận trong lòng chúng. Tình huống này không dễ hóa giải. Về cơ bản là chúng vẫn nhất quyết bám riết lấy người mẹ không chịu buông tha. Trong tình huống thứ nhất, nếu có duyên với Phật Pháp thì khá dễ dàng để hóa giải mối hận thù của linh hồn những hài nhi này với mẹ chúng. Chúng sẽ rời xa người mẹ và đi đầu thai. Nếu những đứa trẻ này nhìn thấy mẹ mình tu hành, rèn sửa tâm tính, thì chúng cũng tu hành với mẹ mình. Tôi từng gặp một người phụ nữ lớn tuổi, khi bà dâng hương cho Phật thì đằng sau có một linh hồn hài nhi đi theo. Trên người nó có vầng sáng, chứng tỏ rằng nó cũng được thọ ích nhờ mẹ của mình. Tôi kể với bà điều này, bà nói đứa trẻ này đã từng nhập vào thân thể của em gái mình và bảo với bà rằng ta là đến để tu hành, sao bà lại đọa thai ta. Trong trường hợp thứ hai, những đứa trẻ tới báo oán đã thù hận lại càng thêm thù hận, rất khó thiện giải ân oán này, thậm chí chúng còn tới lấy mạng của người mẹ. Nếu xuất hiện tình huống này thì còn phải xem phúc phận của người mẹ có lớn không, bản thân người mẹ có từng tạo nghiệp nghiêm trọng không,
nếu phúc báo của người mẹ không lớn mà nghiệp lực lại rất nặng thì tính mệnh khó giữ. Hơn nữa do lòng thù hận to lớn đã bao trùm lấy vong linh đứa bé, nên về cơ bản chúng sẽ không nghe lọt tai những lời khuyên giải của người khác. Cho nên người mẹ phải thực sự nỗ lực thay đổi tâm niệm của mình, dứt bỏ những thói quen xấu, làm nhiều việc thiện thì nút thắt oán hận kia mới có hy vọng được hóa giải. Xã hội hiện đại không coi trọng luân lý, đạo đức, cũng không tin nhân quả báo ứng. Số người đọa thai e rằng đã lên tới con số hàng trăm triệu người. Trong tình huống như vậy, những đứa trẻ tới đầu thai và báo thù càng ngày càng đông đảo. Chúng ta lại dựa vào kỹ thuật khoa học hiện đại để nạo hút những đứa trẻ tới báo oán này một cách tàn nhẫn. Đúng là oán cũ chưa trả, nợ mới đã chất chồng. Điều này có thể khiến vòng từ trường lớn của cả thế giới đều trở nên không tốt. Nỗ lực của bản thân người mẹ là điều vô cùng quan trọng. Nếu người mẹ có thể thực sự bỏ ác tu thiện, cải tà quy chính, thì linh hồn của hài nhi sẽ cảm động. Chúng sẽ ủng hộ người mẹ tu hành và không gây cản trở cho người mẹ. Còn những linh hồn cứ quấn lấy mẹ không buông, nếu người mẹ đọa thai này có thể thực sự quay đầu lại, thực sự học Phật để trở về với thế giới Tây Phương cực lạc, thì linh hồn của anh hài cũng được theo về Tây Phương. Người mẹ có thể lấy phúc báo của mình để đền đáp lại cho linh hồn những tiểu anh hài. Từ đó có thể thấy rằng người mẹ hàng ngày đều cần tu dưỡng tâm tính, buông bỏ những dục vọng và nhân tâm không tốt như tham lam, nóng giận, lười nhác, đố kỵ, ngạo mạn, khinh thường. Điều khiến linh hồn hài nhi ghét bỏ nhất chính là người mẹ hay đố kỵ với người khác. Thích so sánh thiệt hơn, người mẹ có tâm niệm gì thì linh hồn của hài nhi cũng nhìn rất rõ. Chúng sẽ xem thường người mẹ và tìm mẹ để tính sổ, khống chế suy nghĩ của người mẹ, khiến người mẹ tức giận vô cớ, trở nên hồ đồ, thậm chí là muốn tự sát. Cho nên người mẹ thay đổi lại tâm của mình là việc rất quan trọng. Nếu sâu thẳm nơi tâm hồn của mẹ được tẩy tịnh, thì linh hồn hài nhi cũng được phước báo, từ đó mà oán hận nguôi ngoai. Đối với hài nhi mà nói, chúng có thể tiến về thế giới Tây Phương cực lạc được hay không, có thể sớm chấm dứt hành trình chờ đợi mòn mỏi, đau khổ hay không, thì phải xem chúng có thể tha thứ cho mẹ mình hay không, có thể buông bỏ được hay không là do bản thân những linh hồn hài nhi này tự lựa chọn, người khác không thể ép buộc. Lời kết, những bà mẹ nhất định đừng đọa thai, vì người phải chịu báo ứng nặng nề nhất chính là người mẹ. Đọa thai trước tiên chính là mưu sát, là sát hại sinh linh. Hơn nữa sinh linh này lại nằm trong bụng người mẹ, là cốt nhục của mình, mà các mẹ cũng có thể nhẫn tâm làm vậy hay sao? Đọa thai cũng đồng nghĩa với việc tước đi sinh mệnh. Có câu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc. Nên dẫu các mẹ tin hay không thì chuyện gì đến vẫn sẽ đến, dẫu muốn hay không thì ân oán vẫn bám riết truyền đời. Con cái đều là nhân duyên, chúng hầu như không nằm ngoài bốn kiểu là tới báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Nếu đứa trẻ này bị đọa thai là tới để báo ân hay trả nợ, thì đó chẳng phải là tổn thất lớn của bạn hay sao? Nếu chúng tới báo ân, tới trả nợ thì việc đọa thai đã trở thành thù hận. Nếu chúng tới để báo oán hay đòi nợ mà bạn lại bỏ thai đi, thì đời sau khi gặp lại nhau, bạn sẽ phải trả hơn gấp bội. Mọi người thử ngửi xem có phải đạo lý này không? Một vài người xem bói mà biết được đứa trẻ nào khắc cha khắc mẹ, biết được đứa trẻ nào tới kết oán với mình nên quyết định đọa thai hoặc giết hại chúng, thì quả là chuyện sai lầm. Nhân sinh nhất niệm, thiên địa đều tỏ tường, món nợ này lẽ nào có thể thoát khỏi sổ Nam Tào hay sao? Cho nên tuyệt đối không được phép đọa thai, tuyệt đối không được phép giết người. Muốn hóa giải oán hận này, bạn cần phải yêu thương, che chở, bảo vệ chúng, những sinh linh bé nhỏ. Như vậy mới có thể sớm trả hết nợ nần, thì ân oán mới được hóa giải. Tương lai hoặc kiếp sau, người mẹ mới được hạnh phúc bình an.
Cuối cùng dù là nam hay nữ thì cũng phải giữ mình trong sạch. Đừng làm những chuyện dại dột, độc ác. Đừng nên vì phút chốc hoang lạc mà lưu lại sự nuối tiếc muôn đời sau. Trích chuyện kể của một Phật tử, Hiểu Mai biên dịch. Giấc mơ ngày kia, nay là hình dáng của mẹ hiền. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lớn. Một lần nghe tiếng mẹ ru hơi à ơi. Thank you.